Hai, Cảnh chào tất cả đại gia đình mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ cho đại gia đình mình biết thêm một cách chiên mới nữa từ chảo nhôm nữa nha. Thì đây, Cảnh sẽ lấy một cái chảo nhôm, tiếp tục Cảnh sẽ test cho đại gia đình mình xem nha. Và một cách để mình chiên cá bằng chảo nhôm không bị dính nha. Thì hôm nay một cái cách mới đó là Cảnh sẽ sử dụng bằng một củ cải trắng ngay đại gia đình. Đó, thì để dùng cách nào để mình chiên cho chảo mình nó sẽ không bị dính cá, dính vào chảo, thì đây để mình theo Cảnh nha, để mình biết cách để mình sử dụng nha. Thì Cảnh biết những cái mẹo nào mà giúp ích cho các chị em nội trợ thì Cảnh sẽ chia sẻ lên để cho chị em mình biết được để mà mình áp dụng cho cuộc sống hàng ngày nha. Rồi, Cảnh giờ không nói với dòng do thì tiếp bắt đầu cho công việc luôn. Thì bây giờ Cảnh sẽ bắt cái chảo nhôm này lên cho nó nóng, thiệt nóng lên. Thì lúc trước á, Cảnh cũng có chia sẻ cho đại gia đình mình á, những cái cách để mà mình chiên bằng chảo nhôm không bị dính, thì bằng củ hành tây rừng đó, được nhiều nhờ cách lắm. Thì bây giờ Cảnh sẽ làm một cái cách mới nữa, thì đại gia đình mình theo Cảnh để làm nha. Đó. Rồi đại đình, bây giờ chảo Cảnh cũng nóng rồi, thì bây giờ đại đình mình lấy cắt ra một khúc củ cải trắng ở đại đình, thì mình chẻ đôi ra. Và mình sử dụng phân nửa thôi nha đại đình. Rồi mình cho vô một chiếc đũa, mình cắm xuống để mình tha đều trên mặt chảo ở đại đình. Đó, mình tha như vậy. Đó, thì làm cách này thì có dính hay không chút nữa Cảnh mời đây để mình theo dõi nha, để mình coi nó có bị dính hay không nha. Đó, mình tha chỗ nào mà mình chiên cá tới á, thì mình sẽ tha đều lên hết luôn. Rồi mình tha lên đều hết lên, nó hoàn toàn đều hay hết luôn rồi, thì mình bắt đầu mình sẽ cho dầu vô nha đây đình. Rồi phần này, dầu này mình chán đều qua cho nó đều vô cái chảo. Rồi mình sẽ cho cá vô ngay đại đình. Thì cá này là cá biển thì nó dễ bị bể lắm, và nó dễ bị dính vô chảo lắm. Cảnh sẽ test bằng cá biển cho đại đình mình xem nha. Cá mình đưa vô, mình đừng cho nó xuống chơ thẳng liền, và mình thử cho nó thấm một lớp dầu nha. Cảnh sẽ chiên tới đây thôi. Rồi, giờ cá cũng đã vàng hết một mặt rồi đại đình. Thì Cảnh sẽ trở về lại cho đại đình mình xem nha. Thank you.
thì về đại nền mình thấy không, cảnh chỉ dãy nhẹ qua thôi là cá mình nó sẽ chốc ra hết nè, nè không có bị dính luôn nè đại đình. Cái cách này á mình chiên cũng là rất là hiệu quả luôn nha đại đình, không cần phải chạy tới chỗ chống dính nha. Này đại đình mình xem đây, nó cái cảnh chỉ dãy sơ qua cách là nó chốc lên liền. Để cảnh quay gần lại cho đại đình mình xem nha, coi cá có bị dính vô chảo và bị sức ra không nha. Nè, đại đình mình xem nè, nó cá của cảnh á nó sẽ không bị dính vô cái chảo nha, rồi cá vẫn còn nguyên nha đại đình. Đây đại đình mình xem tất cả không có dính một miếng nào hết nha. Cái cách này mà mình viên cho cái chảo nhôm rất là ok luôn đại đình đó. Thì cảnh cũng có nói với đại đình mình, thì lúc trước cảnh cũng có chia sẻ cho đại đình mình rất là nhiều cách để chiên bằng chảo nhôm không bị dính. Thì hôm nay cảnh cũng có mới biết là một cái cách mới, nên cảnh sẽ chia sẻ liền cho đại gia đình mình biết để đại gia đình mình áp dụng cho cuộc sống hàng ngày của mình cho nó thuận tiện khi mình nấu ăn nha, rồi mình chiên cá rồi kia. Thì đó, đại gia đình mình xem đấy, rất là ok luôn, không có bị dính vô chảo nha. Đó thì đại gia đình mình thấy video cảnh có thấy hữu ích và mến kênh cảnh, cho cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của cảnh nha. Thôi, cảnh chào tất cả đại gia đình nha. Hẹn đại gia đình gặp lại clip sau nha.